Hôm qua, ông Nguyễn Văn Khiền, chi cục trưởng chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh An Giang đã đến khảo sát và thăm đồng sau Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn huyện An Phú. Vụ đông xuân 2022-2023, huyện An Phú xuống giống với diện tích 15.664 hecta, trong đó lúa là 14.052 hecta, chiếm tỷ lệ 89,7%. Tại các nơi khảo sát, ông Nguyễn Văn Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh An Giang cùng các thành viên trong đoàn công tác nhận định, sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, tình hình dịch hại trên lúa tương đối ổn định, mặc dù có xuất hiện dấu hiệu dịch hại tại một số nơi nhưng ở mức độ nhẹ nằm trong vùng kiểm soát. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, bà con nông dân thường xuyên thăm đồng kịp thời, phát hiện một số dịch bệnh trên cây trồng khi thời tiết chuyển lạnh và có biện pháp phòng trừ như muối hành, đậu ôn, bù lập Ngoài ra, đối với các diện tích đang trong giai đoạn đẻ nhánh, làm đồng và trổ bông, bà con nông dân cần lưu ý phòng ngừa các bệnh thường gặp như đạo ôn, đạo ôn cổ bông, rầy nâu, nhất là trong điều kiện thời tiết lạnh, mưa trái mùa là điều kiện để dịch hại phát sinh nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi vụ đông xuân năm 2022-2023.